ai đang làm loạn ở đây? Tại hạ Quan Yết chứng kiến rất rõ ràng, việc đánh nhau này chính là binh sĩ đang nằm kia khiêu chiến. Ngươi có phải là người giết không? Không phải ta giết. Ngươi nói không phải thì không phải sao? Đi cùng ta gặp đô úy của chúng ta, nói cho rõ ràng. Đưa đi. Ta không giết người. Ta không giết hắn. Ta không giết người. Thái tử, người giết người rồi. Không phải ta. Nhất định là có người hãm hại. Hàm Dương trên đường ai ai cũng đồn là tận mắt nhìn thấy chất tử Sở Quốc giết người. Không phải ta. Đinh Úy Tần đang truy bắt người đó. Thật sự không phải ta. Có người vu cáo hãm hại ta. Để Đinh Úy Tần Quốc đến, ta sẽ nói rõ với ông ta. Thái tử, đợi cái gì mà đợi? Đã có người muốn hại thái tử, làm gì có cơ hội cho người phân bua? Bọn họ vu cáo người ở Hàm Dương giết người, sau đó bắt người nhốt vào đại lao, hại người chết ở Hàm Dương đó. Ta không giết người mà. Ta không có. Ta không có. Vậy vậy ta nên làm thế nào? Kế bây giờ chỉ có cách mau rời khỏi Hàm Dương thôi, trốn về Sở Quốc rồi sau đó tính tiếp. Rời khỏi Hàm Dương, về Sở Quốc. Mau, thái tử mau cải trang đi. Đi cùng với tôi. Thái tử. Thái tử. Thái tử. Công tử. Công tử. Thái tử đâu? Thái tử vừa đi rồi. Đi rồi à? Đi đâu? Thái tử biết mình đã gây đại họa, đem theo người hầu rời khỏi Hàm Dương. Chạy rồi à? Dân. Thái tử chạy thì rơi vào bẫy của người khác rồi. Ta đuổi theo thái tử. Mông tướng quân, Hoàng công tử, ngươi có biết việc thái tử quan của Sở Quốc giết người không? Thái tử nhất định là bị quan. Bị quan? Thế thì tại sao phải tháo chạy? Đây có lẽ là có nguyên nhân. Ta đi đưa thái tử quay lại. Chất tử bỏ trốn là đại tội. Ngươi là sứ giả đi cùng với thái tử quan, cũng khó thoát tội. Sao? Ngươi cũng định nhân cơ hội bỏ trốn sao? Tướng quân hiểu lầm tại hạ rồi. Đại nhân có lệnh, không cho Quan Yết rời Hàm Dương nửa bước. Cái gì? Thái tử Quan giết người. Chạy rồi à? Dân. Mỹ Quan đến Hàm Dương làm chất tử, vẫn luôn cẩn thận an phận giữ gìn. Sao có thể có chuyện đấy được? Vậy thái tử giết người đã làm rõ. Nhưng dù như thế, ta vẫn đoán bên trong có người ra tay. Dung đại nhân, không phải là cái bẫy của ngươi chứ? Thái hậu yên tâm, Dung Nhuế nếu làm cũng sẽ cao minh hơn. Chỉ là người hãm hại, không cẩn thận để lại dấu vết, để Dung Nhuế biết, thuận nước đẩy thuyền. Nói như vậy, bọn họ cho chúng ta lý do, nó không dễ Sở Quốc. Đúng vậy. Chất tử chạy trốn, há lại không hại đến Tử Yết? Thái hậu yên tâm, Tử Yết nhân tài hiếm có, Di thần đã phái người cứu ra rồi.
Thái hậu, đừng lưỡng lự nữa. Hoàng thái tử Sở Quốc giết binh sĩ Trần Quốc, đáng ra nên chịu tội, nhưng lại tự ý bỏ trốn. Việc này với Đại Tần là đại bất kính. Xin Thái hậu Đại Dương xuất binh thảo phạt ác Sở. Sở Quốc đích tự giết người, trốn về Sở Quốc. Tình nghĩa Tần Sở vì thế rạn nứt. Sở Quốc hạ nhục Tần Quốc ta như thế, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đại Tần ta cùng với Đế quốc liên minh, cùng thảo phạt Sở. Thần xin tuân lệnh Thái hậu. Đại Dương, trước mắt quân Tần đã chiếm giữ Trường Cân Tương Thành, 6 thành trì. Tình hình rất là bất lợi. Cận phu tử, quân Sở sao không chịu nổi một trận như thế chứ? Giáp binh kỵ binh Đại Tần dũng mãnh phi thường, xe chiến của chúng ta không phải là đối thủ. Hơn nữa, Sở Quốc mấy năm nay binh sĩ luyện tập thiếu sót, bây giờ chia ra các nơi vẫn chưa tập kết được. Đại Dương nhất định phải nghĩ cách, nếu không người Tần sẽ vào sâu trong lãnh thổ, khai chiến với chúng ta trên mọi mặt đấy. Tình hình trước mắt liệu còn có thể xoay chuyển được không? Cận thượng, không phải ngươi vừa mới diện kiến sứ giả Tần Quốc sao? Vậy mau đi giải thích một chút. Thật sự là việc ngoài ý muốn. Tần Sở liên minh vì tâm đầu ý hợp, không thể để công lao đổ xuống sông biển như vậy. Đại Dương, Đại Dương, Đại Dương, làm sao làm sao? Có chuyện gì nói đi. Thái tử thân là đích tử tháo chạy về nước, mới dẫn đến chuyện hiểu lầm này. Theo thần thiếp thấy, chỉ có nghiêm trị Thái tử, tạ tội với Tần Quốc. Phu nhân, hiện giờ Tần Quốc đã tuyên chiến, sự việc đã ồn ào. Cứ cho là bây giờ quả nhân nhẫn tâm giết Hoành Nhi, chỉ sợ cũng vô ích. Vậy làm thế nào mới được đây? Cận phu tử, phía bên người Tần đó có ý thế nào? Sứ thần Tần Quốc nói, Thái hậu Tần Quốc với Đại Dương là chí thân, từ đó mà hòa giải để giữ liên minh Tần Sở. Có điều Chư quốc đố kỵ Tần Sở giao hảo, không ngừng phái người chia rẽ, không tránh được khiến Tần Dương nghi ngờ trọng thần. Bây giờ làm thế nào mới được đây? Sứ giả Tần Quốc còn nói, tốt nhất có thể để quân Dương hai nước gặp nhau bàn bạc, giải thích rõ ràng hiểu lầm bên trong, tránh có người ra tay từ bên trong. Đại Dương, ai gây ra tai họa thì để tự mình đi thừa nhận. Đại Dương, không thể dễ dàng bỏ qua cho Thái tử Hoành được. Nghịch tử này tuy đã sai, nhưng rốt cuộc vẫn là hài nhi của quả nhân. Xem ra lần này chỉ còn có cách là quả nhân ra mặt thôi, để thu dọn tàn cục. Phu nhân, phu nhân, Vi thần có chuyện cần bẩm báo với phu nhân. Đại Dương đã quyết định gánh vác tất cả cho nghịch tử kia, còn có gì để nói? Phu nhân, hiện giờ triều đường trên dưới đang hỗn loạn, chỉ có khuyên Đại Dương đi hội minh trước, xây dựng lại hữu nghị Tần Sở, cũng tại ngươi vô dụng. Nó là để Mị Hoành gặp chuyện, bị nhốt ở Hàm Dương, để Đại Dương phế hắn là được. Sao lại bảo hắn chạy về? Sinh ra bao nhiêu lỗi rắc rối, sao lại có chuyện này? Như thần cũng không biết. Bây giờ nói nhiều cũng vô ích.
Chỉ có dẹp được tranh chấp với Trần Quốc mới có thể nhắc chuyện phế thái tử. Khuyên đại dương hội minh với Trần Quốc không khó, nhưng quá dễ dàng cho thái tử Hoành. Tham kiến phu nhân. Phu nhân, thần có một chủ ý. Nói, người thông minh không thể hai lần cùng dấp vào một hòn đá, bất là vô ích đi. Nói rõ đi. Phu nhân, chi bằng đề nghị đại dương lại phái thái tử đến Tề Quốc làm chất tử. Đây là chủ ý gì chứ? Chỉ cần thái tử ở Tề Quốc, nếu là gây ra chuyện gì, cứ cho là tiểu tử mệnh lớn vẫn có thể chạy về. Nhưng một thái tử hai lần làm chất tử, nếu trước sau dẫn đến xích mích với hai nước, thế thì cũng chỉ có thể như thế. Sở Dương đồng ý hội minh. Hắn đã hại mẫu hậu và cửu cửu vô cùng khổ sở. Ta gặp hắn nhất định không dễ bỏ qua. Sở Dương nếu đã đến rồi, chúng ta không chỉ thu được 3 năm thành trì, chỉ là chuyện này chúng ta vẫn chưa bẩm báo Thái Hậu. Sở Quốc là mẫu quốc của Thái Hậu, chỉ sợ Thái Hậu trong chuyện này sẽ có chút do dự. Thêm nữa, Hoàng Yết vẫn luôn luôn định khuyên can Trần Quốc dụng binh với Sở Quốc. Đại Dương không thể không biết vị trí của Hoàng Công Tử trong tim mẫu hậu người. Lời của vị ấy với Thái Hậu cũng có ít nhiều tác dụng. Thái Hậu, Công Tử Yết tới rồi. Mau, mà ngài ấy vào đi. Vâng. Thái Hậu, chàng đến thật đúng lúc. Hôm qua ta vừa nhận được trà hoa cúc mà Lệ Dương Nhân gửi tặng. Ta đang nghĩ ngày nào có thể cùng chàng thưởng thức. Chàng giống như nghe được tin này trước vậy. Tạ ơn Thái Hậu nhớ tới. Một tân. Có. Hâm lại trà rồi đưa lên đây. Vâng. Thái Hậu biết ta đến đây không phải để thưởng trà. Bất luận chuyện gì thì ta cũng là chuyện bình thường. Sao bị được với việc ta chàng cùng nhau thưởng trà ngon? Ta thà rằng thô tục trước tao nhã sau. Tự Yết, ngồi xuống rồi nói. Tự Yết không ngồi nổi. Dám hỏi Thái Hậu, Tần Sở dự định liên minh. Đúng. Vì Sở Dương đồng ý dĩ hòa liên minh, vì thế chúng ta mới lui binh khỏi Sở Quốc. Cứ cho là liên minh thì cũng nên chọn nơi Tần hoặc Sở để làm nơi liên minh. Sao có thể chọn Võ Quan? Võ Quan có gì không ổn? Năm đó ta chàng hẹn giao bỏ trốn, cũng chọn Võ Quan làm nơi trương ngộ. Võ Quan ở biên giới Tần, chỉ sợ Sở Dương đến Tần Quốc có thể có bất trắc, vẫn chưa liên minh. Sao biết có bất trắc? Đây rõ ràng là như đang cày cổ, giơ lên chưa chém xuống thôi. Tự Yết, chàng muốn nói gì? Nàng là Thái Hậu Tần Quốc. Tần Sở liên minh rồi có ngày cũng xảy ra bất trắc, đấy chính là việc làm vô nghĩa. Nàng làm sao có thể nói rõ ràng với Liệt Quốc? Nếu nàng dựa vào gót sắt quân Tần thảo phạt Sở Quốc, sau này nàng làm sao về được sông Mịch La? Nàng sẽ đối mặt với Liệt Tổ Liệt Tông như thế nào? Tự Yết, chàng đợi một chút, ta cho chàng xem thứ này. Tự Yết, chàng có biết bên trong là gì không? Trong Tần cung vật báo vô số, Tự Yết không đoán ra được. Đây là một nắm đất Sở Quốc. Ta đã mang theo lúc rời khỏi Sở Quốc.
Ngày đó quy cô nói với ta, nếu xa quê hương đến nơi đất khách, thổ nhưỡng không hợp, thì dùng nắm đất quê hương này, mỗi ngày lấy một ít bỏ vào nước uống, thì có thể chữa được việc không hợp thủy nhưỡng, cũng thỏa nỗi nhớ quê hương. Ta chính là dùng cách này vượt qua những khoảng thời gian ban đầu khó khăn nhất. Sau đó chỗ đất này giữ lại, luôn giữ bên mình. Thủy sĩ sợ quốc, không lúc nào không chảy trong máu thịt Nguyệt Nhi. Ta dĩ nhiên không hổ thẹn với sông Mịch La, không hổ thẹn với cha mẹ và tiên tổ sợ quốc. Nếu đã như vậy, Tử Yết không còn gì để nói nữa. Nhưng từ khi Thái tử Quành tháo chạy đến giờ, ta luôn bị giữ ở lại Hàm Dương. Ta luôn đoán rằng Thái tử Quành bị Du giết người, không thể không tháo chạy, không thể không liên quan đến nàng. Tử Yết chẳng sai rồi. Việc đó ta thật sự không biết. Nếu không phải nàng tự ra tay, cũng do mổ sĩ Đại Tần đổ thêm dầu vào lửa. Ta đoán Dung Nhuế nhất định là ra tay đằng sau. Hiện giờ Tần Sở rặn nứt, ngàn cân treo sợi tóc. Một ngày Sở quốc quy khốn, Tử Yết nhất định phải phản lại, cứu Sở quốc khỏi nước sôi lửa bỏng. Đến lúc đó, mong Thái hậu đừng cản ta. Ta nói rồi, ta bằng mọi cách sẽ không để chàng đi. Tử Yết, Tử Yết, Tử Yết. Mẫu hậu, ngày mai Hải Nhi phải khởi hành đi Hội Minh rồi. Sau vài ngày, ngựa xe Sở Dương chắc cũng sẽ đến Võ Quan. Ta biết rồi. Mẫu hậu nghĩ chú ý của Dung đại nhân và Nhiễm Cửu Cửu thế nào? Võ Quan Hội Minh, không động binh lính, có thể lấy được thứ mà chúng ta muốn, đương nhiên là tốt. Mẫu hậu, sao thế? Dung đại nhân bảo quả nhân nói với mẫu hậu một câu. Trước mắt Thái hậu không cần chỉ nghĩ một người, một việc, một nước, mà cần nghĩ cho thiên hạ. Đó là dĩ nhiên. Không còn sớm nữa, như thần cáo lui. Thái hậu. Thái hậu. Thái hậu. Thái hậu. Các ngươi sao lại quay về? Đại vương cũng quay về rồi sao? Thần đã nhanh chóng quay lại trước. Việc liên minh Sở quốc sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Sở Dương vào Võ Quan, đại vương ra lệnh đóng cửa thành, giam cầm Sở Dương, chuẩn bị đưa về Hàm Dương. Không phải đã nói trước, chỉ cần Sở Dương đồng ý cắt đất thì không động thủ sao? Sớm muộn cũng phải động thủ. Đại Dương chỉ là tính khí nóng vội một chút. Đó đâu phải là nóng vội, đó là thụ nhân nhất dị khẩu thực. Đều không nói gì. Xu Lý Tử, ngài là trọng thần đầu triều, ngài nói trước đi. Việc đã giam cầm Sở Dương trong thành, dám hỏi Thái hậu
Sở Dương không đến một ngày nữa đến Hàm Dương, chuyện đó sắp xếp thế nào? Xu Lý Tử nghĩ nên sắp xếp thế nào? Thiên hạ đều biết Hồ Minh ở Võ Quan. Đại Dương đột nhiên hạ lệnh đóng cửa thành, ép Sở Dương đến Hàm Dương. Nếu không có cách bố trí thích hợp, chỉ sợ sẽ gây nên sự nghi ngờ của Liệt Quốc. Nói Đại Tần không thành thật, dùng thủ đoạn giam Dương quân nước họ, không phải chính nhân quân tử, có thể gây nên sự nghi ngờ và thù địch của các chư hầu. Chỉ sợ Đại Tần sau này khó lấy lại được lòng tin của các chư hầu. Lời này của Xu Lý Tử sai rồi, là chắc tự sở quyết giết người rồi tháo chạy trước. Sở Dương lại luôn bao che, không định bồi thường thật lòng. Đại Dương ngạo mạn vô lễ đáng trách, thế này mới có thể đưa hắn về Hàm Dương chất vấn. Ngươi tưởng nói vậy Liệt Quốc sẽ tin sao? Liệt Quốc ư? Liệt Quốc chỉ là giao ước cho chúng ta, tin hay không không phải do bọn họ. Nếu bọn họ thật sự muốn khai chiến với Tần Quốc, bất luận ngươi giải thích thế nào, bọn họ đều có thể mượn cớ hành động. Giả dụ bọn họ không định khai chiến, bất luận nói lý do gì, bọn họ đều vui vẻ tiếp nhận. Lời của Dung Nhuế, Xu Lý Tử thấy sao? Nếu Đại Tần có đủ thực lực, nói gì chư hầu cũng chỉ có thể tin một cách giả dối. Đương nhiên không sao, nhưng trước mắt thực lực Đại Tần không đủ. Vì thế việc gấp trước mắt là phải phái một người thỏa đáng du thuyết chư quốc. Nói ra lời dễ khiến người ta tin tưởng cái lý của việc Tần Dương giam cầm Sở Dương, tránh chư hầu hoài nghi sinh ra hậu quả. Nếu Trương Tử còn thì tốt biết mấy. Lão thần bất tài, nguyện tự mình xuất mã đi thử. Vậy xin nhờ Xu Lý Tử. Không biết Xu Lý Tử định giải thích thế nào với chư quốc? Lão thần vẫn chưa nghĩ được. Trẫm đã nghĩ giúp ngài rồi. Hãy nói việc này không phải do Tần Dương, chỉ là ý của Thái Hậu. Bởi vì Sở Dương với Thái Hậu là huynh muội, những năm trước ở Sở cũng từng có ân quán. Lần này Hồ Minh ở Võ Quan, Thái Hậu coi quốc sự như gia sự, việc này đích thực là không quân tử. Nhưng Thái Hậu vốn dĩ là đàn bà con gái, chỉ có nữ tử với tiểu nhân khó dưỡng, cũng không cần dùng đạo quân tử. Mà huynh muội tương kiến nói rất nhiều chuyện, đợi khi ân quán phân minh sẽ để Sở Dương quay về. Thái Hậu thoái thác như vậy hoàn toàn là nghĩ cho Đại Dương, không tính dinh nhục riêng mình. Trẫm là nhân gia nữ tắc, có thể nói dinh nhục gì chứ? Được rồi, lui xuống cả đi. Bạch Khởi, Thái Hậu. Bạch Khởi nguyện phân ưu với Thái Hậu. Ta có ưu phiền gì? Thiên hạ. Ngươi nói gì? Lẽ nào Thái Hậu thật sự không ưu phiền việc thống nhất thiên hạ? Nhân gian đều biết, có Sở giả có thiên hạ. Sở Dương đã nằm trong tay chúng ta, chúng ta có cơ hội lớn lợi dụng Sở quốc vô chủ chỉ quy về phía nam, đánh thẳng Vĩnh Đô. Người muốn diệt Sở, nói thì dễ. Sở quốc lập quốc 800 năm, từ khi Chu Dương lập nước, từng nhiều lần dấy binh xuống phía nam muốn thông tín Sở quốc, nhưng trăm lần đều thất bại, khiến Sở quốc từ một nước nhỏ bé trở thành lớn nhất trong Liệt quốc. Tấn Sở tranh bá hơn 300 năm, Tấn quốc sớm đã tiêu vong, còn Sở quốc lại càng đánh càng mạnh. Không phải cũng từng có người thành công sao? Người nói Ngũ Tử Tư. Đúng.
Bắc quốc phạt Sở quốc toàn thất bại. Đó là bởi vì bọn họ không quen thuộc địa hình chiến thuật. Người Bắc cưỡi ngựa, người Nam chèo thuyền. Người Bắc gặp thủy chiến bó tay không còn cách nào. Còn Ngũ Tử Tư đánh Sở thì sử dụng binh mã Ngô quốc. Thủy binh chèo thuyền là người thành thạo, thử kỳ nhất giả. Ngũ Tử Tư đánh Sở chính là lợi dụng Sở quốc quân thần không hòa thuận, Sở quốc phong thần phản kháng. Nhất kích nhi, hối thử kỳ lưỡng giả. Ngũ Tử Tư hành binh thần tốc thẳng vô đô thành. Đô thành phá vỡ, Sở quốc sẽ đổ. Thử kỳ tam giả. Ý ngươi là Mị Nhung tướng quân ở Sở quốc nhiều năm, hiểu rõ nội tình Sở quốc, càng hiểu cách dùng binh phân hóa quân thần Sở quốc. Tư Mã Thác tướng quân bình định Ba Thục, quét sẵn đường về phía nam cho chúng ta. Chúng ta có thể chia binh một đường do ta dẫn đầu, vượt qua Nam Lĩnh đánh chính diện nhiều Sở quốc. Còn mặt kia có thể dựa vào Tư Mã Thác tướng quân thống lĩnh binh mã Ba Thục trên sông Nghịch Ô đánh ra, thuận theo dòng nước vào Nguyên Giang đánh thẳng Vĩnh Đô. Thái hậu nhìn thấy Đại Tần thống nhất thiên hạ. Thái hậu sao? Hay Thái hậu nghĩ Bạch Khởi nói thành tối tướng? Không, trẫm chỉ là sợ và nghi ngờ thôi. Thái hậu, bái kiến Thái hậu. Miễn lễ. Muộn thế này rồi, mời hai vị ái khanh đến là vì trẫm có một chuyện muốn bàn bạc cùng hai vị. Thái hậu, đúng lúc thần và Tư Mã tướng quân trao đổi chuyện có liên quan đến Sở quốc, nguyện vì Thái hậu dâng kế sách. Vậy Dung đại nhân nói trước đi. Thái hậu, chúng ta nên lợi dụng Sở quốc như rắn mắt đầu, công phá Sở quốc. Thiên hạ có chiều hướng phân rồi lại hợp, hợp rồi lại phân. Ai nắm được cơ hội thì sẽ trường sinh muôn đời. Mà cơ hội này lại đang ở trước mắt chúng ta. Thái hậu, thần cho rằng chúng ta có thể từ Ba Thục xuất binh xuôi theo Diên Giang, xâm nhập vào sâu Sở quốc. Cũng cần một đội quân tấn công chính diện. Trẫm mời hai vị tới cũng là muốn nói chuyện đó. Xem ra chúng ta là không bàn mà trùng khớp. Dung đại nhân, Tư Mã tướng quân, trẫm có thể có lương thần như các ngươi là may mắn của trẫm. Thần chỉ lo lắng Sở quốc là mẫu quốc của Thái hậu. Thái hậu có thể vì lòng nhân của nữ tử mà không dùng binh với Sở quốc. Nếu thế xem ra Thái hậu không để đàn nhân chiếm giữ thiên hạ. Tiên dương đích thực không nhìn lầm người. Đây là may mắn của Tần quốc. Việc này các khanh cùng Bạch Khởi đưa ra một kế hoạch kỹ càng. Dân Thái hậu, người chỉ sợ việc này, ta phải hổ thẹn với một người rồi. Thái hậu, người mà người nhắc tới chắc là Mộc Tân. Có, ngày mai mời quân ấy tới Tuyên Thất Điện. Dân. Đa tạ Thái hậu. Vì tình hình thực tế tương cáo, Tự ý cuối cùng cũng đạt được kết quả này. Thái hậu giam cầm Sở Dương, dù là ngoài dự liệu, nhưng mà trong tình lý, Tự ý có lẽ không tin. Nhưng đích thực là việc bất ngờ, không dự liệu được. Sở Dương là quân vương một nước, Thái hậu sao có thể giống ơn bội nghĩa. Việc đến nước này, ta không có gì để nói. Nhưng Tự ý không cần phẫn nộ cho Sở Dương như thế. Có minh quân hôn quân, quân coi thần như anh em, thần coi quân như phụ mẫu, quân coi thần như cỏ rác, thần coi quân như kẻ thù. Sở Dương đối với chàng với hiền thần coi như cỏ rác, Tự ý giảm đạp. Vậy Tự ý sao phải khổ cực dân hiến sinh mạng vậy? Tự ý là thần tử Sở quốc, mạng của ta là của Sở quốc.
Nếu có một ngày thiên hạ không còn Tần quốc, Triệu quốc, Sở quốc, Ngụy quốc, thì mạng của Tử Yết là của ai? Tử Yết không thấy được ngày đó. Tử Yết chỉ có thể nhìn thấy 800 năm của Sở quốc, 5.000 dặm giang sơn sắp tan dở. Mấy ngày trước ta đến Tứ Phương Quán, nghe thấy các sát sĩ đều đang tranh luận thiên hạ có thể quy nhất, liền khiến ta nghĩ tới 800 năm trước Sở quốc rốt cuộc ở phương nào. Chu Thiên Tử thống nhất thiên hạ, phân phong Sở Dị Dương, Đan Dương, đó là ngôi vị tự tước, đất không quá 50 dặm, nhưng giờ Sở quốc khai phá thuộc địa 5.000 dặm. Còn đất của Chu Thiên Tử đến 50 dặm cũng không được. Thái hậu không cần nói chuyện của Chu Thiên Tử với ta. Thiên mệnh hữu quy, đây không nằm trong sự kiểm soát của Hoàng Yết. Nếu có một ngày Mị Nguyệt phải làm chuyện Chu Thiên Tử đã từng làm, nói vậy nghĩa là Thái hậu đã không thể đợi được nữa, nhất định phải đánh Sở. Trăm năm trước, Nam Trường Giang chính là đất cũ của Sở quốc, từng có hơn 100 bộ tộc ngày ngày liễu chết, sau đó bị Sở quốc dần dần thu phục, Giang Nam cũng không có chiến sự. Nếu như Tần Sở hợp lại, vậy thì giữa Tần Sở có thể có trận đại chiến đó không? Nhưng hậu chiến có thể hưởng vài trăm năm thái bình. Tử Yết vẫn nghĩ hiểu rõ tâm tư Thái hậu. Tử Yết, tâm tư của ta không hề giấu chàng. Ta muốn chàng ở lại giúp người hiếu chiến, khiến bách tính chìm trong nước sôi lửa bỏng, giúp người có được thiên hạ đại tần. Ở lại không phải để giúp ta, là để giúp thiên hạ. Thiên hạ thống nhất, tướng sĩ quay về nhà, sẽ không động binh tranh chiến, mới có thể hưởng thụ thái bình. Chỉ sợ bách tính không đợi nổi đến ngày thái bình hưng thịnh, khắp nơi đã đều là xương cốt. Làm bất cứ việc gì đều phải có trả giá. Đó là cái giá mà người muốn, không phải Hoàng Yết ta muốn. Ân hận rồi, Thái hậu, ta nhất định phải đi. Chàng phải đi là vì giận dỗi ta. Ta phải đi là bởi vì ta đau lòng. Đường đường đại tần nói không giữ lời, chính là kết quả việc các người tuân theo cách của thương quân, phá bỏ lễ pháp. Đại tần thực hành pháp trị thương quân, dân thịnh vượng, nước giàu mạnh, bách tính đón nhận chư hầu tán thành là thứ con người hướng tới. Thống nhất thiên hạ là chuyện sớm muộn. Dối mình dối người, pháp trị thương quân của các người Tự Yết ta thấy chính là vô lễ, phá luân lý, vô tín nghĩa. Lấy ác trị ác, dối trá lừa lọc, tội nhẹ phạt nặng, khi bách tính chỉ phẫn nộ mà không tin tưởng. Pháp trị thương quân thật sự có thể dùng, lập tức hiệu quả, chỉ vì lợi trước mắt, không thể lâu dài. Tự Yết, sẽ có một ngày chàng hiểu tranh luận hôm nay là ta đúng, chàng sai rồi. Nếu chàng tin Nguyệt Nhi, chàng hãy ở lại. Người không còn là Nguyệt Nhi, người chỉ là Thái hậu Đại Tần. Xin lỗi, Tự Yết không giúp được Thái hậu. Tự Yết quyết định đi, mong Thái hậu đừng giữ ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đi thôi.